Nightwolf V-League 2023-2024 kết thúc với những kết quả không mấy bất ngờ từ danh hiệu vô địch tới suất đá playoff. Tuy nhiên, ở cuộc đua huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải vẫn rất gay cấn. Danh hiệu này được coi là một sự ghi nhận dành cho những huấn luyện viên đang cầm quân tại V-League, tương tự giải thưởng có bóng vàng đối với các cầu thủ sau một mùa bóng. Về tiêu chí giải thưởng, các huấn luyện viên được đề cử phải đưa đội bóng của mình nằm trong top 6 đội đứng đầu và không bị kỷ luật khi làm nhiệm vụ suốt mùa giải. Dựa trên những tiêu chí này, những chiến lược gia gạo cội đình đám bậc nhất V-League nhiều mùa qua như huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, Popov, Vũ Tiến Thành không đạt vì thành tích hay từng nhận án kỷ luật từ ban tổ chức. Và trong số 6 thuyền trưởng còn lại đủ điều kiện đề cử, khả năng cũng sẽ được rút gọn vì nhiều lý do như thời gian cầm quân ít như huấn luyện viên Manu Polkin của câu lạc bộ Hà Nội hoặc chất lượng đội bóng quá mạnh như ông Vũ Hùng Việt của Nam Định. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một thứ hai liên tiếp huấn luyện viên của đội vô địch V-League đứng ngoài cuộc đua do danh hiệu chiến lược gia xuất sắc nhất giải đấu. Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn đại diện Việt Nam đi thi đấu cuộc thi ẩm thực khối châu lục tại Penang, Malaysia đã xuất sắc đạt cúp vô địch khối châu lục và đạt kỷ lục về số lượng giải thưởng quốc tế từ trước đến nay. Cụ thể, 40 đầu bếp Việt Nam tham gia thi đấu và xuất sắc giành 60 giải thưởng, gồm 18 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 24 huy chương đồng, 2 cúp tập thể và 2 cúp cá nhân. Đặc biệt, lần đầu tiên, các đầu bếp Việt Nam đã giành được 2 siêu cúp vô địch châu Á tại Penang, Malaysia năm 2024. Cuộc thi ẩm thực Penang 2024 quy tụ 1.200 thí sinh đến từ 20 quốc gia cùng tham dự. Thông qua cuộc thi và thành tích của đội đầu bếp Việt Nam mang về là sự khẳng định quảng bá ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2024 được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 7 tại Đà Nẵng. Liên hoan phim lần thứ 2 sẽ lựa chọn các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của nền điện ảnh Việt Nam giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong chương trình chiếu phim lần này. Tại liên hoan phim, ban tổ chức đã đàm phán và chi trả một khoản lớn tiền bản quyền cho một số phim nước ngoài để có được quyền trình chiếu phim miễn phí, giúp công chúng yêu phim có cơ hội thưởng thức những tác phẩm điện ảnh mới nhất. Trong liên hoan phim còn có chương trình chiếu phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh quy tụ những tác phẩm thành công nhất của ông từ trước tới nay như Bao giờ cho đến tháng 10, Cô gái trên sông, Đừng đốt, Hà Nội mùa đông năm 46. Từ 63 phim dự thi ở các hạng mục phim châu Á và phim Việt Nam, ban tổ chức sẽ lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo. Cùng với đó, sự kiện giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới có giá trị cao về nội dung, nghệ thuật của các nền điện ảnh Việt Nam, khu vực châu Á Thái Bình Dương và các bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới. Năm nay, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không chỉ chiếu phim tại năm rạp lớn mà còn có thêm hai điểm chiếu phim ngoài trời, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm phim độc đáo và thú vị cho khán giả. Tổng số phim tham dự các hạng mục chương trình của liên hoan là 63 phim ở các hạng mục gồm phim châu Á dự thi, phim Việt Nam dự thi, chương trình điện ảnh Việt Nam hôm nay, chương trình tiêu điểm điện ảnh Pháp, chương trình phim chọn lọc của đạo diễn Đặng Nhật Minh, chương trình phim về Đà Nẵng, chương trình phim tài liệu Varan. Nhiều bom tấn phòng vé như Mai, Lật mặt bay, Đào phở và Piano cũng tham gia dự thi và trình chiếu.